Ông Ngô Quang Trung, giám đốc Hợp tác xã Phú Nông, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, đã quen dần với việc số hóa quy trình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp qua kênh thương mại điện tử. Các sản phẩm của hợp tác xã sản xuất đều được đăng ký mã QR để người tiêu dùng kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ, lựa chọn phù hợp. Anh Trung mạnh dạn đăng ký, đưa hình ảnh, thông tin sản phẩm tham gia trang thông tin điện tử nongsandaknong.com của Liên minh Hợp tác xã tỉnh. Ngay từ khâu sản xuất thì chúng tôi đã chuẩn bị là mình làm những cái dữ liệu trên cái số hóa là cái mã code, là người tiêu dùng người ta chỉ cần vào đó người ta đã biết mình sản xuất ở đâu, làm gì và sản phẩm như thế nào. Rồi tiếp cận được cái trang thương mại điện tử này nữa thì tôi hy vọng khi mà chúng tôi có những sản phẩm tốt thì mình sẽ giao dịch trên kênh thương mại điện tử này sẽ tốt hơn và người nông dân sẽ bớt đi một phần chi phí hoặc là chúng ta tìm đủ ra. Để đảm bảo điều kiện tiêu thụ sản phẩm qua kênh thương mại điện tử, tại các hợp tác xã, nông dân thay đổi thói quen sản xuất, quy trình đóng gói, chủ động nguồn cung, đáp ứng số hóa thông tin, minh bạch chất lượng sản phẩm. Hiện nay hầu hết các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh thích ứng với thị trường qua kênh tiêu thụ này. Trang thông tin điện tử nongsandaknong.com của Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã giúp các hợp tác xã kết nối khách hàng tiêu thụ sản phẩm, phát triển khách hàng tiềm năng. Qua những cái sàn thương mại điện tử thì giúp chúng ta là cái thay bằng cái mà ngày xưa đi quảng cáo, bằng những tờ rơi, bằng những cái việc mà đi truyền miệng, nhà nước hỗ trợ, và qua những cái kênh đó thì giới thiệu được cái sản phẩm, quảng bá được cái sản phẩm của mình đến người tiêu dùng, nhằm là thứ nhất là mình không phải đi giới thiệu miệng từng người. Thứ hai nữa là qua cái sàn thương mại này thì nhiều nước, nhiều người, nhiều công ty và tất cả mọi người đều biết cái sản phẩm của mình. Theo thống kê của Liên minh Hợp tác xã tỉnh, toàn tỉnh hiện có gần 300 hợp tác xã, trong đó hơn 200 hợp tác xã đang hoạt động sản xuất kinh doanh các sản phẩm nông nghiệp địa phương. Để trợ lực cho các hợp tác xã mở rộng thị trường, Liên minh Hợp tác xã tỉnh thành lập trang thông tin điện tử, hỗ trợ các hợp tác xã đưa sản phẩm tiêu thụ qua kênh thương mại điện tử. Hiện đã có hơn 50 sản phẩm nông nghiệp của các hợp tác xã được đăng tải thông tin, kết nối tiêu thụ qua kênh này với các nhóm thông tin như nguồn gốc, quy trình sản xuất, chất lượng sản phẩm, giá, địa chỉ liên hệ của các cơ sở sản xuất và kinh doanh. Các hợp tác xã tham gia đăng tải kết nối khách hàng qua kênh tiêu thụ này miễn phí. Liên minh Hợp tác xã tỉnh đang tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, khuyến khích các đơn vị tiếp tục tham gia phát triển các chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm đặc thù địa phương. Hợp tác xã thì tiềm năng thì nhiều, nhưng mà chủ lực thì được có 2-3 mặt hàng mạnh. Một là cà phê, thì có cà phê nhân xô, rồi cà phê bột chế biến. Hai là tiêu, tiêu thì tiêu hữu cơ và tiêu sản xuất theo chất lượng thường. Còn rau quả, củ quả thì có một số hợp tác xã. Như Nam Hà rồi thì Thịnh Phát thì từng bước là đã tiếp cận được thị trường trong và ngoài nước, thì chúng ta phải đưa lên đến cái trại website này để làm sao đó gắn kết giữa người sản xuất, người tiêu dùng. Có thể thấy hoạt động đẩy mạnh kết nối tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của địa phương thông qua các nền tảng là giải pháp quan trọng giúp các hợp tác xã quảng bá, xây dựng hình ảnh và phát triển thương hiệu sản phẩm, đồng thời góp phần đưa sản phẩm của các hợp tác xã đến gần hơn với người tiêu dùng.